Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC mở cuộc điều tra chat GPT, trong đó xem xét siêu trí tuệ nhân tạo AI này gây hại thế nào đối với người dùng. Theo đó, nhà chức trách đã gửi yêu cầu dài 20 trang đề nghị công ty trụ sở San Francisco giải trình cách thức đánh giá rủi ro mô hình AI. Động thái này là mối đe dọa pháp lý mạnh mẽ nhất đến nay đối với hoạt động kinh doanh của OpenAI tại Mỹ. Trong bối cảnh công ty sở hữu ChatGPT đang mở chiến dịch toàn cầu nhằm định hình tương lai chính sách quản lý lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, FTC đã gửi thư cho OpenAI về việc đang điều tra xem ChatGPT gây tác động sống thế nào đến cá nhân với các thông tin sai lệch. Bên cạnh đó cũng như đặt câu hỏi chi tiết về các hoạt động bảo mật dữ liệu mà OpenAI đang thực hiện. FTC cũng trích dẫn một sự cố vào năm 2020, khi OpenAI vô tình để lộ một lỗi cho phép người dùng xem thông tin về những người khác, chủ yếu là các cuộc trò chuyện trao đổi và một số tin nhắn liên quan đến thanh toán. Chia sẻ trên Twitter, Sam Altman, giám đốc điều hành OpenAI nhấn mạnh: "Tôi thấy rất thất vọng khi yêu cầu điều tra của FTC ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng. FTC đang nổi lên với tư cách cảnh sát liên bang tại thung lũng Silicon." đi đầu trong các hành động pháp lý nhằm bảo vệ giới công nghệ. Đơn vị này từng đưa ra nhiều án phạt lớn với Meta, Amazon và Twitter với cáo buộc vi phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng. Chủ tịch FTC Linan Khan có phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong bối cảnh kế hoạch đầy tham vọng của cơ quan này nhằm kiềm chế sức mạnh của thung lũng Silicon đã vấp phải những tổn thất nghiêm trọng trước tòa cũng trong tuần này, thẩm phán liên bang đã bác bỏ nỗ lực của FTC nhằm ngăn chặn thỏa thuận thâu tóm trị giá 69 tỷ đô la Mỹ của Microsoft đối với hãng làm game Activision. Trong khi đó, Samuel Levin, giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, cho biết cơ quan này đã chuẩn bị sẵn sàng đón đầu các mối đe dọa mới nổi. FTC hoan nghênh đổi mới nhưng không đồng nghĩa với sự liều lĩnh. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả công cụ để đấu tranh với những hành vi gây hại trong lĩnh vực này, Tư quan này cũng cảnh báo những hành vi gian lận AI, thao túng người dùng hoặc là phóng đại khả năng của sản phẩm. Trong số các thông tin FTC yêu cầu OpenAI cung cấp, còn có các nghiên cứu, thử nghiệm hoặc khảo sát liên quan đánh giá nhận thức của người dùng về độ chính xác hoặc độ tin cậy của kết quả đầu ra của sản phẩm do AI sản xuất. Ngoài ra cơ quan chức năng cũng yêu cầu OpenAI cung cấp chi tiết về tất cả những khiếu nại công ty nhận được liên quan việc sản phẩm đưa ra các tuyên bố sai lệch, gây hiểu lầm, làm mất uy tín hoặc gây hại đối với con người. Vào tháng 3, công ty đằng sau ChatGPT tiết lộ sự cố bảo mật hệ thống cho phép một số người dùng có thể xem thông tin liên quan thanh toán và lịch sử trò chuyện của những người dùng khác. FTC đang điều tra sự cố này có vi phạm quy định bảo vệ người tiêu dùng hay không. Trước làn sóng AI bùng nổ mạnh mẽ, Washington đang nỗ lực tìm hiểu nhằm đưa ra các quy định mới về bảo vệ tài sản trí tuệ và dữ liệu người dùng. Cuộc điều tra của FTC thể hiện nỗ lực của chính phủ nước này trong việc giám sát các công nghệ mới nổi. WSJ đánh giá cuộc điều tra nhằm vào OpenAI và ChatGPT đang cho thấy mối đe dọa pháp lý tiềm ẩn đối với công nghệ đỉnh đám này. Ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT đã nhanh chóng gây bão cộng đồng với hơn 1 triệu người đăng ký chỉ sau một tuần, vượt mốc 100 triệu người dùng sau 2 tháng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ từ các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. STC hiện có thẩm quyền rộng rãi cho việc giám sát hoạt động kinh doanh lừa đảo.